khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngày 14 tháng 11 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Quá trình bắt, khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Ông Lưu Bình Nhưỡng sinh năm 1963, quê quán xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, là TS luật kinh tế. Trước khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 tại Bến Tre, ông Nhưỡng là vụ trưởng, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Từ ngày 17 tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng giữ chức vụ phó trưởng ban dân nguyện của Quốc hội. Vụ án Cường Quắt liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng diễn ra thế nào? Theo Công an tỉnh Thái Bình, quyết định bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó vào tháng 5, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường, tức Cường Quắt, trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi trường nhằm gây sức ép, buộc các doanh nghiệp phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường. Từ năm 2020 đến 2022, Cường và đồng bọn đã chiếm đoạt được của các doanh nghiệp số tiền hàng tỷ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ những trường hợp tiếp tay, giúp sức cho Cường Quắt. Cuối tháng 4, 2022, đối tượng Cường Quắt và 4 người khác cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Trong vụ án này, Cường Quắt được xác định là người cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động tại một số huyện ven biển của Thái Bình theo hình thức xã hội đen. Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện Cường Quắt có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Thái Bình. Ông Lưu Bình Nhưỡng là ai? Ông Lưu Bình Nhưỡng là tiến sĩ luật, từng là giảng viên đại học, đại biểu Quốc hội, phó trưởng ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Bình Nhưỡng để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường. Sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quắt, là đối tượng hình sự, có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ luật hình sự. Ông Lưu Bình Nhưỡng, 60 tuổi, quê quán tại xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, 2016 đến 2021 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội 2016 đến 2021, Phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam, Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam, Thụy Sĩ. Ông Nhưỡng là tiến sĩ luật, từng là phó chủ nhiệm khoa pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục Thi hành án Dân sự, Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Tháng 9 năm 2018, ông Lưu Bình Nhưỡng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban dân nguyện. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 do quá tuổi, theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương. Ông Nhưỡng được biết đến là người có nhiều phát ngôn chất vấn thẳng thắn, gay góc trước nghị trường Quốc hội, đi sâu vào các vấn đề xã hội, dân sinh, pháp lý,